Xin chào các em. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em sơ đồ hóa nội dung của bài học Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Theo tiến trình của tác phẩm, thì ta có thể chia thành hai cái cảnh, đó là cảnh phố huyện lúc chiều tối và thứ hai là cảnh phố huyện về đêm. Thế nên ở trên cái màn hình của các bạn ấy, cô đã chia thành hai cái ô. Thứ nhất là phố huyện chiều tối và thứ hai là phố huyện về đêm. Đó, ở sau cái tên tác phẩm Hai đứa trẻ. Và khi nói đến phố huyện chiều tối ấy, thì các bạn chú ý cho cô ba cái đơn vị kiến thức. Để thể hiện bức tranh phố huyện chiều tối, Thạch Lam đã thể hiện qua cái cảnh ngày tàn, mà chủ yếu là ở đây là bức tranh thiên nhiên, và thứ hai là cảnh chợ tàn, và thứ ba là những kiếp người tàn. Trong đơn vị kiến thức đầu tiên thì ta thấy là cảnh ngày tàn được hiện lên qua những chi tiết về âm thanh, qua những chi tiết về màu sắc, đường nét và hình ảnh. Thế nên ở đây cô đã chia thành ba cái cột để các bạn tiện theo dõi. Về cột âm thanh thì ta điểm qua những cái chi tiết về âm thanh rõ nhất như tiếng trống thu không, hay tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng, hay là muỗi vo ve. Từ đó ta đưa đến nhận xét đó là âm thanh nó nhỏ dần và thể hiện một cái không gian yên tĩnh, cũng như là nhịp sống đơn điệu tẻ nhạt nơi phố huyện. Ở bên cái cột màu sắc và đường nét ấy, thì các bạn chú ý cho cô một số các chi tiết về màu sắc như đỏ rực, hay là ánh hồng, hay đen. Rồi đến cái chi tiết về đường nét, đó là cắt hình rõ rệt trên nền trời. Và sau khi các bạn liệt kê ra những chi tiết về màu sắc đường nét, thì ta sẽ đưa đến ba cái nhận xét. Thứ nhất là màu sắc nó nhạt dần và trong không gian, và đồng thời qua cái sự nhạt dần của màu sắc đó, ta còn thấy được sự vận động của thời gian, cũng như cái nhìn tinh tế từng cái biến thái của cảnh vật. Ở đây là cái nhìn của nhân vật Liên. Đấy. Và đằng sau cái nhìn của nhân vật Liên thì đó chính là cái cách cảm nhận của nhà văn Thạch Lam. Và cái cột thứ ba ở đây thì ta chú ý đó là cột về hình ảnh. Ở đây có hai cái loại hình ảnh, đó là ếch nhái đồng ruộng hay là dãy tre. Thì ta thấy và chiếc chõng nan sắp gãy của chị em Liên ấy, thì ta thấy đó là cái nhóm chi tiết thể hiện cho cái không gian của làng quê. Còn cái nhóm chi tiết thứ hai ấy, đó chính là cửa hàng hay là hiệu khách hay là các loại ánh sáng, đó là không gian của phố xá. Vậy sự hợp nhất của hai cái loại chi tiết này về hình ảnh này thì đưa đến cho chúng ta một cái nhận xét, đó là nhà văn Thạch Lam đã thể hiện được một cái không gian phố huyện mang tính chất là nửa tỉnh nửa quê. Đấy. Vậy là với ba cái cột này ta đã thể hiện được về cái cảnh ngày tàn rất là rõ. Đấy. Đến cảnh chợ tàn thì các em chia ra cho cô thành hai cột cho nó rõ về các chi tiết ấy, đó là cột thứ nhất ấy, là những chi tiết về con người, và cột thứ hai là cảnh vật. Về con người thì các bạn thấy là có những chi tiết sau này, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất, rồi mấy đứa trẻ con nhà nghèo cúi lom khom nhặt nhạnh từng thanh nứa thanh tre. Đến cảnh vật thì ta có là trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn, lá mía, và chi tiết thứ hai là mùi âm ẩm bốc lên. Đó, thì thông qua cái những chi tiết về con người và những chi tiết về cảnh vật thì các em có thể đưa ra cho cô hai cái nhận xét. Nhận xét thứ nhất là nó thể hiện một cái không gian điều hưu buồn bã của cái cuộc sống nghèo khổ nơi phố huyện, và thứ hai là cái tâm hồn tinh tế nhạy cảm gắn bó sâu nặng với phố huyện của nhân vật Liên. Đến đơn vị kiến thức thứ ba là những kiếp người tàn, thì ở đây thực ra các em có thể gộp thành một ô cũng được. Ở trên màn hình của các bạn ấy thì ta thấy là cô chia thành bốn ô tương ứng với các nhân vật như thế để các bạn tiện theo dõi. Còn nếu như mà không còn giấy thì các bạn có thể đưa thành một cột cho nó dễ nhìn. Thế thì bây giờ nhỉ, Liên ở cột thứ nhất là Liên và An, thì ta lọc ra các chi tiết gắn với nhân vật Liên và An, đó là chiếc chõng nan sắp gãy, hay là cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu, rồi mẹ con chị Tí thì một ngày đi mò cua bắt tép, còn tối đến lại dọn cái chõng hàng nước ở dưới gốc cây bàng. Đó. Và cụ Thi Điên
thì gắn với cái dáng người lảo đảo đi lần vào bóng tối cùng với tiếng cười khanh khách. Đến mấy đứa trẻ con nhà nghèo, ta chú ý cái chi tiết này, gọi là cúi lom khom nhặt nhạnh từng thanh nứa thanh tre. Và tất cả những cái nhân vật này thì đưa đến một cái nhận xét, hai cái nhận xét, đó là những cái con người nhỏ bé lam lũ tội nghiệp trong cảnh mưu sinh. Và thứ hai là thông qua cái nhìn của Liên, ta còn thấy được những người người dân phố huyện còn là những con người đôn hậu và nhạy cảm đó. Vậy là các em nhìn ở trên màn hình ấy, thì các em thấy là cô đã chia ra từng cái cột, thể hiện từng cái đơn vị kiến thức rất là rõ. Đấy. Đến cái phân cảnh thứ hai đó là phố huyện về đêm, thì các em thấy là ở đây cô lại chia thành ba cái đơn vị nhỏ hơn, đó là không gian, đó là con người và cảnh chờ tàu. Và về không gian ấy, thì các em thấy Thạch Lam đã thể hiện cái nghệ thuật tương phản đối lập rất là rõ thông qua chi tiết về ánh sáng và bóng tối. Thế nên ở không gian này cô sẽ chia thành cô đã chia thành hai cái cột, một bên là ánh sáng và một bên là bóng tối. Các em tìm ở bên ánh sáng một số chi tiết như là khe sáng, hột sáng, vệt sáng, hay là sáng trắng, sáng rực, sáng xanh nhấp nháy. Đó. Tức là ánh sáng ở đây được thể hiện ở rất là nhiều loại. Đấy. Có cả hình khối, rồi là màu sắc, và ánh sáng quá khứ, ánh sáng hiện tại. Và ánh sáng nó ngày càng thu hẹp, nhỏ dần ở trong không gian. Còn bên cột bóng tối thì ta thấy mặc dù ít chi tiết thôi, như chứa đầy bóng tối này, hay là tối hết cả này, tịch mịch và đầy bóng tối, nhưng bóng tối ở đây lại bao trùm không gian, xâm chiếm ánh sáng. Đấy, vậy là ta đã xong cái cột bên không gian. Bây giờ các bạn này, lại sang cái cột ở bên con người, thì ta sẽ chia ra. Ở đây vì không còn giấy nữa nên cô sẽ chỉ chia thành 3 cột. Còn các bạn có thể chia thành 4 cột. Ở đây cô nhóm cái cột bác Siêu và gia đình bác Sẩm lại. Thứ nhất là Liên và An, thì gắn với chi tiết là gượng để thức, mặc dù buồn ngủ díu cả mắt nhưng chị em Liên và An vẫn gượng để thức, để bán hàng và để nhìn chuyến tàu, đó là hoạt động cuối cùng của đêm khuya. Và thứ hai, chi tiết thứ hai nữa là gắn với chị em Liên và An còn gắn với ánh sáng, đó là hột sáng. Đấy. Chị Tí thì gắn với cái chi tiết về câu nói của chị, giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ. Hay là cái quầng sáng lay động ở cái ngọn đèn trên cái chõng nước, chõng hàng của chị Tí. Đến cột thứ ba là bác Siêu và gia đình bác Sẩm, thì ta lại lấy những cái chi tiết như sau này, là nếu về bác Siêu thì gắn với chấm lửa nhỏ này, hay là nghển cổ nhìn về phía ga. Còn gia đình bác Sẩm ngồi trên manh chiếu góp chuyện bằng những cái tiếng đàn bầu bật lên trong im yên lặng. Đấy. Tất cả những người dân phố huyện này, những con người ở phố huyện trong cảnh đêm đêm khuya đều đang chung một cái trạng thái, đó là chờ đợi. Và họ đều gắn với cái ánh sáng yếu ớt, nhỏ bé, hoặc là có thể bị chìm vào bóng tối. Đấy. Và đến cái cảnh chờ tàu là cái cảnh chính của cái cảnh trung tâm ấy, của bức tranh phố huyện về đêm, thì ta thấy có những cái chi tiết về khi tàu đến này, khi tàu đi này, hay là cái tâm trạng của chị em Liên. Thế nên cô đã chia thành ba cái cột rất là rõ ở trên màn hình của các bạn, đó là cột tàu đến, cột tàu đi và tâm trạng của chị em Liên. Khi nói đến ở cái cột tàu đến đây này, thì các bạn chú ý những cái chi tiết về ánh sáng. Ánh sáng ở đây được thể hiện một cách rất là rực rỡ, như là bừng sáng trắng này, hay sáng trưng, hay lấp lánh này. Và âm thanh huyên náo thông qua cái tiếng rít vào ga, hay là tiếng còi rít, tiếng ồn ào của hành khách. Rồi khi tàu đi để lại đốm than đỏ bay tung trên đường sắt, và cái chấm nhỏ của cái chiếc đèn treo ở trên toa sau cùng, rồi trả lại cho phố huyện một không gian tịch mịch và đầy bóng tối. Đến tâm trạng của chị em Liên, vừa tiếc nuối khi nhìn theo cái chuyến tàu đi xa và khuất dần, và vừa là mơ ước hy vọng những cái điều tươi sáng
thông qua cái chi tiết liên lặng theo mơ tưởng. Vậy là với hai cái cảnh phố huyện chiều tối và phố huyện về đêm, cùng với những cái đơn vị kiến thức nhỏ hơn, ở cái cấp nhỏ hơn một chút, thì ta thấy là đến đây ta có thể đưa đến nhận xét về từng cái phân cảnh riêng. Nếu như cảnh phố huyện chiều tối được thể hiện qua cái bức tranh thiên nhiên và những hoạt động sinh hoạt của con người, tất cả gợi cái nỗi buồn bâng khuâng man mác và hòa quyện ở hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình, thì cái không gian, cái bức tranh phố huyện về đêm ấy là có cái sự tương tranh giữa ánh sáng và bóng tối trong không gian, và trong không gian đó thì con người hiện lên ở một cái trạng thái chung, đó là sự chờ đợi và hy vọng. Và nổi bật lên trong không gian là tâm điểm của bức tranh phố huyện về đêm, đó là chuyến tàu, đó là biểu tượng cho sự tốt đẹp, cho tương lai tươi sáng mà người dân phố huyện hướng đến. Vậy là sau khi các em đưa cái nhận xét về từng phân cảnh một, thì các em sẽ đưa ra một cái nhận xét chung nhất về cả cái bức tranh phố huyện lúc chiều tối và phố huyện về đêm. Thì cái nội dung kiến thức của cái tác phẩm Hai đứa trẻ này được thể hiện ở cái hai ý. Ý thứ nhất là hiện thực cuộc sống nghèo khổ, tăm tối, tẻ nhạt gắn với những cái kiếp người nhỏ bé và lam lũ nơi phố huyện. Ngoài ra, thông qua cái hiện thực này, Thạch Lam còn thể hiện cái niềm xót thương và trân trọng ước mong đổi đời của những người dân nơi phố huyện. Vậy là các em nhìn ở trên màn hình, cô chiếu lại là toàn bộ cái phần sơ đồ hóa nội dung của bài học mà cô đã vạch ra cho các em tiện theo dõi, để các em nắm vững được nội dung của tác phẩm này hơn. Và xin chào các em.